Ronald Koeman, Messi chỉ xung đột với Barca. Huấn luyện viên Ronald Koeman cho rằng mối quan hệ của ông với Lionel Messi không bị ảnh hưởng sau khi đội trưởng Barca ở lại. Tôi rất vui vì Messi ở lại, Koeman nói với Fox Sports Hà Lan hôm 15 tháng 9 vừa qua. Vấn đề chỉ nằm ở xung đột giữa Messi và đội bóng, còn tôi đã nói chuyện với Messi và mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn bình thường. Do không muốn đưa Barca ra tòa, Messi sẽ thi đấu nốt một năm cuối trong bản hợp đồng. Koeman hứa sẽ đưa Barca trở lại vị thế của đội bóng hàng đầu châu Âu. Ông tìm cách nâng cấp đội hình nhưng vấp phải nhiều khó khăn và chưa thể công bố tân binh nào. Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan đã nhắm đến tiền đạo Memphis Depay nhưng do khủng hoảng tài chính, Barca phải bán cầu thủ rồi mới tiếp tục mua sắm. Barca đang muốn đẩy Luis Suarez sang Juventus để giành chỗ cho Depay, nhưng Suarez gặp phải khó khăn trong thủ tục giấy tờ để thi đấu ở Italia. Giám đốc kỹ thuật Ramon Planes nói: "Chúng tôi phải tôn trọng hợp đồng với Suarez cho đến khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa ngày 5 tháng 10. Vẫn còn nhiều chuyện có thể sẽ xảy ra." Hôm 15 tháng 9, Chủ tịch Lyon Jean Aulas viết trên Twitter: "Chủ tịch Barca Josep Bartomeu nói với tôi rằng họ chưa có đủ tiềm lực để chiêu mộ Depay vì khủng hoảng tài chính." Salah gieo rắc nỗi kinh hoàng trong vòng cấm thế nào? Tiền đạo Mohamed Salah đã lập hat-trick trước Leeds United ở vòng khai màn giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2020-2021 để giúp cho Liverpool bỏ túi 3 điểm. Nhưng sự đáng sợ của anh không chỉ dừng lại ở các bàn thắng. Cụ thể, trước Leeds United, Salah có tới 21 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Để đối chiếu, Sadio Mane là cầu thủ đứng thứ 2 ở hạng mục này trong vòng mở màn của Ngoại hạng Anh mùa giải 2020-2021. Nhưng anh chỉ có 9 lần, tức là ít hơn tới 12 lần so với người đồng đội Salah. Việc Salah chạm bóng tới 21 lần trong vòng 16m50 của Leeds nghe chừng có vẻ như là vô lý, bởi nó thậm chí còn nhiều hơn số lần chạm bóng của tiền đạo Patrick Bamford bên phía Leeds xuyên suốt cả trận đấu với 17 lần. Số lần chạm bóng trong vùng cấm nghe chừng chỉ là một chỉ số lạ lùng để mà đánh giá. Song nó sẽ cho chúng ta thấy một tiền đạo có mức độ hiện diện như thế nào trong khu vực nguy hiểm nhất có thể. Chúng ta thường cho rằng những tiền đạo to lớn có nhiều pha chạm bóng nhất vì họ luôn là người đón những quả tạt và đường truyền từ đồng đội. Nhưng nếu quan sát kỹ hơn, bạn sẽ thấy một hình mẫu khác xuất hiện và sự thống trị của Salah đã lý giải điều đó. Mùa giải 2019-2020, năm cầu thủ chạm bóng nhiều nhất trong vòng cấm đối phương là bộ ba tiền đạo của Liverpool, Salah, Mane và Roberto Firmino, cùng với đó là Raheem Sterling của Man City và Wilfried Zaha của Crystal Palace. Điểm chung của tất cả những ngôi sao này là gì? Dê bóng và kiểm soát chặt chẽ. Salah và Sterling là hai cầu thủ sở hữu hơn 300 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Vì vậy, bạn có thể thấy lợi thế của những cầu thủ dê bóng. Nếu Zaha chơi cho một đội bóng hay hơn Crystal Palace, anh cũng sẽ làm được điều đó. Rõ ràng khi dê bóng, bạn phải chạm bóng nhiều. Vì vậy, tổng số lần chạm bóng của bạn sẽ tăng nhanh. Vấn đề mấu chốt là khả năng dê bóng trong vòng cấm, nơi áp lực phòng ngự luôn ở mức độ dữ dội. Quả là một điều kỳ tích. Đây là điều hữu ích với các mũi nhọn tấn công bởi nó sẽ thu hút toàn bộ sự chú ý của hậu vệ đối phương. Những người sau đó phải phản ứng theo một trong hai cách và mỗi cách đều mang đến cho Salah một cơ hội khác nhau. Nếu các hậu vệ áp sát Salah, chân sút người Ai Cập có thể truyền cho đồng đội khác xung quanh anh hoặc sử dụng kỹ năng dê dắt của mình để đánh bại đối thủ hoặc kiếm penalty. Trong trường hợp không bị đối phương áp sát, Salah có thể thoải mái tung ra cú sút hoặc truyền cho đồng đội ở vị trí thuận lợi. Cầu thủ đối phương rất sợ Salah tiếp cận vòng cấm, bởi một khi làm điều đó, cựu ngôi sao Roma có rất nhiều sự chọn lựa phương án tấn công, dẫu cho họ quyết định truy cản hay không. Kể từ khi ra mắt Liverpool năm 2017 đến nay, Salah đã ghi bàn nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở Premier League cùng giai đoạn với 76 bàn thắng. Đây là điều chắc hẳn ai cũng biết. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ấy thì Salah cũng dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số lần chạm bóng với 947 lần và sút trong vòng cấm là 326 lần. Salah hơn người xếp thứ hai là Harry Kane 81 cú sút và 84 lần chạm bóng so với người đứng thứ ba là Raheem Sterling. Do đó, Salah không chỉ dẫn đầu mà bỏ cách đối thủ không hề ít. Đó là lý do vì sao những lời chỉ trích về màn trình diễn của Salah khi anh không ghi bàn hay kiến tạo luôn là điều thiếu công bằng. Sự áp đảo và đáng sợ của Salah lớn đến mức sự hiện diện của anh đã định hình cách chơi của các hậu vệ áp dụng mỗi khi đụng độ với Liverpool. Các câu lạc bộ sợ Salah, một sát thủ vòng cấm, và điều đó tạo nên sức mạnh ghê gớm của Liverpool.